như thế, thà rằng như thế, thà đừng níu kéo cho anh tình theo nát tan. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chị ơi em. Thà như thế, thà rằng như thế. Nè. Dạ, cháu chào bác ạ. Anh là thằng nào? Dạ, thưa bác, cháu là... Mà thôi 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 thôi, tôi cũng không cần biết anh là ai. Mà anh là cái thằng nào mà tôi thấy anh nó vô duyên quá trời quá đất rồi. Bác ơi, cháu đã làm gì đâu mà bác bảo cháu vô duyên ạ? Anh đang ăn một miếng thịt gà ngon lành. Dạ vâng. Bỗng có một cái thằng nó nhảy vô nó đánh nhưng bập một phát, miếng thịt gà của anh lăn lông lóc dưới đất. Hỏi anh có tức không? Dạ, dạ cũng tức ạ. Thế tôi lại hỏi tiếp anh nhé. Anh đang hát một cái bài hát rất là say sưa, rất là mùi mến, rất là tình cảm. Dạ. Tự dưng có một cái thằng nó nhảy vô, nó giật nó phịch một cái mít của anh có tức không? Dạ thưa bác, tức quá chứ ạ. Dạ thưa bác, cái hành động đấy người ta gọi là xúc phạm nghệ sĩ ạ. Thế cái mũi nổi với anh, thì tại sao tôi đang hát rất là say sưa, anh nhảy vô, anh chẽn lời, anh chẽn hỏng của tôi. Dạ thưa bác ơi, cháu tưởng là lúc ấy bác để dành cho cháu ạ. Dành là dành thế nào? Dạ thì cháu thấy ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hát là thà như thế, thế xong rồi là dí mic xuống dưới khán giả để cho khán giả thà rằng như thế. Thế cháu tưởng là bác thà như thế, bác để cho cháu thà rằng như thế ạ? Thôi, tôi không có nhiều lời với anh nữa. Mà tôi hỏi với anh vô đây có chuyện chi? Dạ thưa bác, cháu đến đây để mà cháu thăm... Thăm ai? Dạ thăm bác chẳng hạn ạ. Thăm tôi? Dạ vâng ạ. Tôi với anh thì quen biết gì nhau mà anh thăm tôi? Bác ơi, chả giấu gì bác là cháu đến để mà cháu thăm em Lan nhà mình ạ. Thế anh với con Lan nhà tôi quan hệ với nhau làm sao? Dạ, bạn bè mà bác. Thôi, anh cứ nói thẳng ra là anh thích con Lan nhà tôi, anh còn bày đặt mấy cái chuyện bán bè. Bác ơi, bác tình quá đấy. Dạ vâng ạ, đúng là cháu thích Lan lắm ạ. Dạ bác... Thế anh thích con Lan nhà tôi ở cái điểm gì? Bác ơi, cháu thích Lan ở cái điểm tức là Lan xinh xắn này, khỏe khoắn này và trông rất mắn này. Trời ơi. Không ạ, ý cháu muốn nói là Lan xinh xắn, khỏe khoắn và trông rất là tươi tắn ạ. Thế anh tên gì? Dạ cháu tên là Tùy Con Bố Tiện ạ. Nhà anh ở đâu? Dạ nhà cháu ngay phố Huế ạ. Bố anh làm gì? Bố cháu làm phòng thuế. Mẹ anh làm gì? Mẹ cháu y tế. Thế hoàn cảnh gia đình anh ra sao? Dạ hoàn cảnh gia đình nhà cháu là cháu có một ông anh trai làm tài xế, có một bà mẹ kế chuyên đi buôn quế, hàng bán thì ế nhưng mà lại rất hay chống chế. Vừa rồi bị đánh cho tàn phế cho nên là con em gái cháu suốt ngày là phải bế đấy. Xin mời anh ngồi ghế. Dạ vâng ạ. Dạ bác. Dạ mời anh ngồi ghế. Dạ ngồi ghế ạ. Dạ vâng thưa bác vạn tuế ạ. Được rồi cứ như thế. Bác hồi tính thế. Anh có yêu con gái tôi thật lòng không? Bác ơi, sao bác lại hỏi thế ạ? Dạ bác ơi, cháu yêu Lan thực lòng chưa ạ? Bác ơi, bác nghe cháu kể này. Có một lần, Lan hết tiền. Lan xin cháu 20.000. Cháu rút ngay trong ví ra 20.000, cháu đập thẳng vào mặt Lan. Cháu không hề tính toán một mảy may nào hết bác ạ. Con Lan nhà tôi đã xin anh 20.000. Dạ vâng. Thế rồi anh cũng chỉ cho nó 20.000. Bác ơi thì xin bao nhiêu thì cho bấy nhiêu ạ? Thôi. Không rồi, không được rồi. Sao thế hả bác? Không được rồi. Bữa nọ có một thằng đến đây chơi. Dạ. Con Lan nó cũng chỉ xin có 20.000 mà cái thằng đấy nó rút ra 50.000. Thế mà còn chưa đâu vậy đâu. Đây có 20.000 bày đặt kỳ quá trời quá đất. Bác ơi thằng đấy là thằng nào hả bác? Thằng người yêu nó. Ô bác ơi, thế Lan có người yêu rồi hả bác? Nó có người yêu đâu rồi? Ô bác ơi, thế cái thằng đấy là thằng nào bác chỉ cho cháu để cháu đập cho nó tan thớt nó ra hả bác? Thằng Cần con nhà ông Sa. Thằng Cần con nhà ông Sa. Cần con nhà ông Sa. Cần Sa. Ôi bác ơi, Cần Sa với cháu nó chỉ là một con tép thôi bác ạ. Cháu nói thật với bác, cái thằng đấy đối với cháu nó chỉ là một con số không tròn chỉnh thôi bác ạ. Tôi nói với anh biết, thằng Cần con nhà ông Sa đối với nhà tôi nó là chỗ quan hệ thân thiết. Mà ông Sa trước với tôi nó là bạn chiến đấu cũ.
anh đừng khoác lác. Mà chính tôi không hiểu anh là cái thằng nào. Dạ vâng, nhưng mà cháu tha rằng như thế, hà đừng có luyến tiếc na tan lòng nhau chị ơi em. Ôi giời ơi, hát khô thế. Tha rằng như thế, bỏ tha đừng có luyến tiếc na tan lòng nhau chị ơi em. Làm sao? Mày nhìn tao như thế này mà mày bảo tao là con tép à? Mày nhìn tao như thế này mà mày lại bảo là con số không tròn chỉnh à? Mày nhìn tao dài thế này mày bảo tao tròn chỉnh à? Bác ơi. Thằng này là thằng cần con ông Sa đây đúng không? Đúng rồi thằng. Bác ơi, thế bác đã thấy nó lịch sự chưa? Đâu. Nó vào trong nhà này có người lớn người bé, có người già người trẻ, toàn bậc cha chú của nó. Thế mà nó không thèm chào lên một câu, nó vào nó hát hò như thằng điên. Im mồm. Dạ, thưa bác. Vừa giờ ông tới nó ngoài cửa. Ông vô nịnh chào bác luôn. Nhưng mà ghé vô thấy thằng kia nó tinh tướng quá, bác để con xử lý nó luôn ạ. Ông ôm cho mày bảo ai là mất lịch sự, mày đứng lên đây. Nha. Làm sao? Ôi mày nhá, mày đừng có mà coi trời bằng vung nhá. Coi thúng bằng nia nhá, coi thìa bằng môi nhá. Mà kể cả cái mặt mày ấy, nhá. Sao? Mày đừng có mà coi xe buýt bằng taxi, coi gà di bằng gà mái, coi dê tái bằng bò thui, mà đừng có mà coi rủi cui là cái gậy nhá. Ôi trời ơi! Sao bác? Ôi trời ơi, Cần ơi, nhục quá Cần ơi! Ô bác ơi! Sao con đang chửi nhau với nó bác lại bảo là nhục là thế nào ạ? Cái mặt mày như vậy mà nó gọi cái mặt mày như cái gậy, mày có thấy nhục không? Dạ thưa bác, cháu cũng chưa thấy nhục ạ. Úi dồi ôi. Thế tao hỏi mày cái gậy người ta dùng để làm cái gì? Dạ thưa bác, gậy thì dùng để chọc ạ. Thế người ta chọc vào những cái chỗ mà nó thơm tho, nó đàng hoàng, nó tử tế thì không có sao. Thế mà người ta chẳng may người ta chọc vào những cái chỗ mà ôi trời ơi, nhục lắm con ơi. Tao mà như mày tao còn nhục hơn. Đúng rồi. Dạ thưa bác, đúng là như thế thì cháu cũng thấy nhục dần rồi đấy ạ. Sao? Này, cái gì? Thằng con kia, mày bảo mặt ai là mặt gậy? Hả? Thế tao hỏi mày, mày bảo mặt ai là mặt muôi? Thế mày nghĩ rằng mà muôi mà không thấy nhục à? Hả? Này, tao nói cho mày biết nhá, mày bây giờ mày trả lời tao đi. Mày bảo mặt ai là mặt muôi? Này, mày im cái mồm đi nhá. Ở đây có ba người, mặt tao không phải là mặt muôi rồi. Tao không bảo mặt mày là mặt muôi, tao bảo mặt thằng này là mặt muôi. Trời ơi! Bác thấy chưa? Đấy! Trời ơi! Trời ơi! Bác thấy chưa? Bác bênh nó cho nó lắm vào. Bác bênh cho lắm vào. Đến bây giờ nó chửi bác là mặt muôi đấy. Bác đã thấy nhục chưa? Trời ơi. Tao chưa thấy nhục. Thôi bây giờ cháu hỏi bác nhé. Thì cái muôi người ta dùng để làm gì ạ? Dùng để múc. Vâng ạ, thì bây giờ người ta lấy muôi để người ta múc cơm, múc canh, múc cái thứ sạch sẽ, thơm tho ấy thì không làm sao, có hả không ạ? Thế bây giờ nó lấy muôi để mà nó múc. Múc cái gì? Nó múc. Mày phải nói rõ ra là nó múc cái gì để tao còn nhục chứ. Khổ quá thì nó múc. Nó múc cái gì? Thôi cháu chỉ nói đơn thuần, bây giờ nó chỉ múc mắm tôm thôi. Là cái mặt của bác không đau ô uế lắm rồi. Bác thấy chưa? Nào thì bác đã thấy nhục chưa? Mắm tôm. Tao cũng thấy nhục rần rồi. Bác thấy nhục rồi gì ạ? Tao nói cho mày biết nhá, mày đến cái nhà này mày là người lạ, mày đừng có mà mô kích nhá. Mày đừng có quay trở lại cái thời Simpson nhá. Ôi giời. Tao nói mày ấy. Cái gì? Mày đừng có mà bơm đểu. Ai bơm đểu? Mặt mày trông chả khác gì cái bơm đâu. Không. Tao mà cứu lên là tao đuổi hai đứa chúng mày khỏi nhà tao. Ôi bác ơi, cháu xin bác đừng đuổi chúng cháu. Bác mà đuổi cháu đúng cháu hết cửa làm ăn rồi. Bác ơi bác đừng đuổi cháu hết ăn làm cửa ra bác. Mà con gái là con của tao. Dạ vâng đúng ạ. Đứa nào muốn tán nó thì phải bước qua xác của tao. Ôi giời ơi. Bác bảo là thằng nào muốn tán con gái bác là phải bước qua xác bác. Ê,
quá, bác nói bác là bảo kê. Bác ơi, thế nên bác là bảo kê đi, chẳng hóa ra bác bảo con gái bác là cà phê à? Ôi trời ơi. Bác ơi, bác ơi, bác tế nhục chưa? Thằng Ôn kia nó lại bảo con gái bác là... Ui dồi ôi. Này, thôi thằng kia mày đừng có mà đi mô kích nhá. Ông đừng có mà bơm đẻo thì đúng rồi. Đầu tao tròn như này mày bảo tao giống cái bơm à? Ôi giời, chả mặt bơm à, mặt gì? Ôi kìa bác. Tao bảo chúng mày cứ tịch cái đài phát thanh đi ông. Dạ sao ạ? Chúng mày có dặn nhỏ cái vô luôn, tao đập cái móp loa bây giờ. Dạ bác ơi, nhưng mà nó báo thế đi. Dạ, nhưng mà... Ôi giời. Nín luôn. Trời ơi, hai thằng này nó điên mất rồi. Trời ơi, nhà tôi này cứ chạy điên rồi. Thằng này thì thầy đã cứu rồi. Nè, mày làm gì? Trời ơi. Khổ quá thật thôi. Bác bảo chúng cháu im mồm đi, chúng cháu chỉ biết ra hiệu cho nhau thôi. Bây giờ dạ bác bắt chúng cháu nói. Thế cháu hỏi bây giờ bác, bây giờ bác muốn cái gì? Bác muốn gì dạ? Trời ơi. Tao không bao giờ tao gả con gái tao cho một cái thằng mà nó máy móc, nó ngu si, nó mũ mỉ như mày. Đúng rồi, gả làm gì bác? Thôi, mày hãy về đi. Về đi. Ôi bác ơi, xin bác đừng đuổi cháu đi, đừng lăn lùng như vậy. Trời ơi, bác mà đuổi con thì đời lăn coi như chấm hết. Bác mà đuổi con thì đời con đây cũng hết, mà đời lăn cũng lê lết cho đến muôn đời. Trời ơi. Tăng 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 ta tăng tăng. Bác hãy hiểu cho lòng con đã chót yêu Lan rồi. Bác ơi. Ơi, bác đã bao giờ yêu chưa nhỉ? Yêu rồi. Bác ơi. Ơi, bác yêu nhiều chắc bác hiểu. Hiểu gì hả con? Đường vào tình yêu có trăm lần đau, có vạn lần sâu. Chát 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 tùng chát tùng là chát chát tùng. Mà đây là mối duyên đầu, từ lâu cháu chỉ đấu thầu Lan thôi. Trời ơi. Trời ơi. Thằng con của tôi ra chứ bác ơi. Mày biểu mày đấu thầu con gái tao không? Trời ơi. Bác ơi, không phải cháu bảo cháu đấu thầu con gái bác đâu. Ý cháu nói thằng Ôn kia kìa. Nó là chủ thầu xây dựng, nó định đấu thầu em Lan nè. Thì ra bây giờ tôi mới biết là anh làm bên xây dựng. Dạ vâng ạ, chả giấu gì bác ạ, cháu công tác bên ngành xây dựng ạ. Thế con Lan nhà tôi nó có biết anh làm bên xây dựng không? Dạ báo cáo với bác là Lan có biết cháu công tác với ngành xây dựng chứ ạ. Dạ thưa bác, là gặp Lan một cái là cháu phải báo cáo với Lan ngay về lý lịch chức năng của cháu ạ. Thế anh báo cáo với nó là sao? Dạ báo cáo với bác. Dạ báo cáo với bác là cháu báo cáo với Lan là như thế này ạ. Lan ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tô ấm thắm tươi tình lứa đôi. Anh vẫn càng thương nhớ em, dù xa em trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao, cao cao. Bác ơi, nó xây cao như thế thì làm sao mà bác leo được ạ? Không leo được thì phải bắt cầu thang. Tôi sẽ xây cho nhà cao nữa. Không leo được thì mặc ông. Ôi trời ơi. Bác ơi. Bác thấy chưa? Bác thấy chưa? Thằng này nó đến đây nó chỉ tán em Lan, nên nó chả quan tâm gì đến thằng bố em Lan cả. Thằng mất dạy. Bác hỏi. Con cứ để mặc bác. Dạ. Để bác giải quyết cái thằng này. Dạ vâng. Bác cứ nói chuyện với cháu, đừng tiếp chuyện nó. À vâng.
Thế sau đó cái thái độ của con gái tôi với anh như thế nào? Thái độ của Lan như thế nào? Ôi dồi ôi bác ơi, nếu mà nói về thái độ của Lan lúc mà nghe cháu nói xong ấy mà, úi dồi ôi thì cháu thề với bác bất kỳ một thằng con trai nào đang yêu cũng phải là bê sa mê luôn. Bác có biết không, lúc sau khi nghe cháu phân tích xong, Lan ngồi im, mắt lim dim, con tim thì ngừng đập. Ôi bác ơi, chết rồi bác ơi. Hôm nay mày bị bác điên ơi, à? Thế là nhơ nhuốc hết rồi. Là thưa bác, thế là vẩy mực lên tờ giấy courier rồi. Bác ơi, bác cứ bỏ cháu ra. Này nhá, thằng Ôn kia. Tao hỏi mày, tại sao mày lại biết là tim Lan ngừng đập? Hả? Việc gì đến mày? Đấy là việc của mày à? Thằng Ôn này luôn ra. Tôi đảo nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Nói cái gì? Muốn mặt sưng lên không? Làm sao? Muốn mặt sưng lên không? Làm sao? Này, có phải lúc ấy mồm mày thì hát, còn tay mày thì bát ngát bao la không? Đấy không phải là việc của mày nhá. Tao làm gì kệ tao. Mày thích gì? Ôi giời, làm sao? Nào mày thích gì? Ôi giời này. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá. Tao bao nhiêu năm trời nay theo đuổi tán Lan mà chưa sơ múi được gì nhá. Thế mà mày... mày ấy đúng là cái loại cám hấp trên vùng. Mày mày đúng là cái đồ ngoài vùng phục vụ. Ngoài vùng phục vụ thì sao? Này, này thôi, nghỉ đi nhá, tao nói cho mày biết nhá. Ôi giời, thời buổi này ấy mà chỉ có nói mồm mà tay không chịu làm cơ mà bốc cám ghét vào mồm nhá. Trời ơi. Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng tưởng thế là ông hay nhá. Thời buổi này càng lịch sự bao nhiêu, càng đàng hoàng bao nhiêu thì càng được lòng chị em phụ nữ bấy nhiêu nhá. Còn cái loại đầu cua, chân tay cua, ông đấm cho một phát mày te tua bây giờ. Này thì xin lỗi mày nhé, mày đừng tưởng mày tóc dài mày là thiên tài nhé. Tao cho mày thành thi hài luôn đấy. Nhá. Này, ôi tóm lại là ông đừng có lằng nhằng. Mày đừng có mà lằng nhằng. Ông đừng có lằng nhằng ấy. Thôi. Tao không thừa hơi để đi cãi nhau với cái mặt mày nhá. Thì sao? Tao chỉ cần biết một điều duy nhất rằng Lan là người yêu của tao. Ôi nhá. Rồi này, tóm lại nhá, Lan là người yêu của tao. Lan là con gái của tao. Đúng rồi, Lan là con gái của tao. À, của mày. Cháu xin lỗi. Thôi, bác nhầm ơi, đấy, nó lại bảo bác là mày rồi. Thôi. Dạ. Hai anh đừng có gây lộn với nhau nữa. Dạ. Hai anh chờ con gái tôi nó đi trị bệnh về rồi hai anh tiếp tục cãi nhau để cho ba con tôi coi nghe không? Bác ơi, Lan bị bệnh gì hả bác? Nó bị bệnh tim. Mà còn nhiều bệnh lắm. Bác ơi, cụ thể nhiều bệnh là bệnh gì nữa? Còn thêm cả cái bệnh khớp khớp. Ui dồi. Khớp à? Không được rồi. Tim à? Khớp khớp à? Này, tao nghe nói là tim nó tìm đến khớp ấy. Tim nó tìm đến khớp à? Ừ. Thế thì khớp nó đớp vào tim ấy. Hai cái bệnh này có dễ chết không mày? Ui dồi ôi, theo y học mà nói thì hai bệnh này cực kỳ dễ chết. À, thế có nghĩa là người tỷ lệ tử vong rất cao đúng không? Đúng rồi. Ừ, không những là tử vong chính chủ mà lại còn tử vong cả thân chủ nữa cơ. Ai anh định chuồng đâu đó? Dạ. Bác ơi. Thế này bác ạ. Dạ. Bá cáo với bác thế này. Dạ. Chả là lúc vừa rồi bác nói là Lan nhà mình bị bệnh tim với cả bị bệnh thấp khớp. Dạ. Thế mà bọn cháu lại chả biết gì cả. Đâm ra chúng cháu không hề chuẩn bị được cái gì. Dạ. Cho nên là bây giờ cháu với anh Sa đây là định... Sa là tên bố tao đấy. À, không ạ. Cháu với cả anh Cần, con bác Sa, định ra đầu phố để làm nải chuối với nén nhang về. Trời ơi. Cháu xin lỗi. À bác ơi. Dạ, cháu với anh Tùy đây ạ, sẽ ra ngoài kia mua cân đường, hộp sữa về đây để phúng ạ. Thôi, dạ, không.
bác ơi, không không không, cháu muốn nói là vào để mà thôi về để thăm nom cho Lan ạ. Chăm chăm sóc ạ. Chăm sóc ạ. Tẩm bổ ạ. Tẩm bổ. Không phải tẩm bổ rồi, không cần phải phúng viếng nữa. Dạ ơi, sao ạ? Tôi nói cho hai anh biết đủ rồi. Đúng rồi. Đủ rồi. Đủ rồi ạ. Đây bà con coi, mới thử có chút xíu thôi mà một thằng chạy rẽ đất, còn một thằng nó chạy rẽ tóc. Con gái tôi nó không bị bệnh tật gì cả. Thế ạ? À? Ồ, thế thì tốt quá. Dạ, quá tốt ạ. Dạ, bác chân. Nó đang nằm ở trong nhà kìa. Rồi. Nó đang ngủ, nó thở gáy ngọc. Tốt quá. Không bao giờ nhé, tôi gả con gái cho cái loại thanh niên như các anh nhé. Đấy, mày chết chưa? Không bao giờ. Gả cho mày nhé. Không bao giờ. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè đắp chăn. Ê bác ơi, thôi nóng lắm bác đừng đắp chăn bác. Này ơi. Nóng lắm bác ơi. Trời ơi, ông thế là thế nào? Trời ơi. Mày đồ ngu.